U23 Việt Nam đá V-League là một chủ đề nóng được dư luận bàn tán trong thời gian gần đây. Đó là ý tưởng của ông Trần Thanh Hải, người đứng đầu của Nutifood. Đơn vị này muốn đài thọ toàn bộ chi phí cho U23 Việt Nam tham dự V-League và khẳng định việc tài trợ diễn ra xuyên suốt trong vòng 3 năm kể từ khi VFF có quyết định đồng ý bằng văn bản. Mục đích của ý tưởng này là mong muốn các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ được chơi thường xuyên để duy trì phong độ và nâng cao chuyên môn thay vì phải ngồi dự bị ở những câu lạc bộ chủ quản. Đại diện của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có phản hồi với đề xuất này. Tuy vậy, VFF đã cho rằng nó khó có thể thực hiện bởi nhiều lý do khách quan khác nhau. Việc duy trì U23 Việt Nam thường trực và cho họ tham dự V-League sẽ có nhiều điều bất cập. Sau đây, hãy cùng cảm sâu tìm hiểu những nguyên nhân khiến U23 Việt Nam không thể tham dự V-League. Mâu thuẫn về suất đặt cách dự V-League. Muốn tham dự hạng đấu cao nhất Việt Nam, bất kỳ câu lạc bộ nào cũng phải bỏ ra một thời gian dài để đầu tư về chuyên môn lẫn tiền bạc. Do đó, việc để một câu lạc bộ mới toanh trên danh nghĩa là đại diện cho đội tuyển U23 Việt Nam tham dự V-League sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của những câu lạc bộ khác. Điều đó không khác gì việc phân biệt đối xử giữa con cưng và con gà, đặc biệt là đối với các đội bóng phải cày da tróc vảy chờ tại giải hạng nhất để tìm kiếm một tấm vé lên hạng đầy quý giá. Bên cạnh đó, tiến độ diễn ra V-League cũng sẽ bị ảnh hưởng khi U23 Việt Nam tham dự. Cụ thể, V-League mùa tới chỉ gói gọn trong 4 tháng là bước quá độ để mùa 2023-2024 chuyển sang mô hình thi đấu mới. Lịch thi đấu của V-League 2023 còn phải rút ngắn cho phù hợp thì làm sao thêm U23 vào để thi đấu kéo dài. Mâu thuẫn về vấn đề tổng hợp lực lượng. 3 năm mà Nutifood hứa hẹn là khoảng thời gian đủ để tôi luyện năng lực và bản lĩnh của lứa U23. Nếu được đá chính liên tục, lứa trẻ này sẽ nhanh chóng trưởng thành và có khả năng cán đáng đội tuyển quốc gia trong tương lai. Tuy nhiên, việc thành lập đội U23 đá V-League có thể dẫn tới va chạm quyền lợi với câu lạc bộ. Các đội bóng chi hàng chục tỷ đồng, bỏ công sức đào tạo hàng chục, thậm chí hàng trăm cầu thủ trẻ trải đều ở các lứa. Những tuyển thủ U23, dù có được thi đấu thường xuyên hay không, cũng đều là những hạt giống tốt nhất của hệ thống đào tạo tại mỗi câu lạc bộ. Do đó, thật khó để những câu lạc bộ chủ quản chịu nhã người nhằm tập hợp thành một đội U23 Việt Nam phiên bản câu lạc bộ để chống lại chính câu lạc bộ chủ quản của họ tại V-League. Các câu lạc bộ không phải là kho các cầu thủ miễn phí để bỏ công sức, tiền bạc rồi nhìn vinh quang hay thành quả của người khác lấy đi một cách dễ dàng. Hợp đồng đào tạo của các câu lạc bộ với cầu thủ U23 đều có ràng buộc phải phục vụ cho việc thi đấu tranh giải của các câu lạc bộ và phục vụ cho đội tuyển khi tham gia các giải đấu quan trọng trong hệ thống thi đấu quốc tế, chứ không thể nào để họ tách riêng ra xuyên suốt thành một đội tuyển U23 đá V-League quanh năm. Ở thời điểm hiện tại, những câu lạc bộ có nhiều tuyển thủ U23 Việt Nam trong đội hình là Hà Nội, Viettel, Hoàng Anh Gia Lai, Sông Lam Nghệ An, Topland Bình Định. Hãy lấy Hà Nội làm ví dụ, mục tiêu của họ từ khi bắt đầu mùa giải luôn là chức vô địch, do đó yếu tố chiều sâu đội hình cần phải được đảm bảo. Vậy nên, thật khó để câu lạc bộ thủ đô đẩy đi cùng một lúc những Việt Anh, Tiến Long, Văn Xuân, Hai Long, Văn Tùng, Văn Trường. Đó là một trường hợp của một đội bóng có tiềm lực mạnh như Hà Nội. Còn với những đội có tài chính eo hẹp hơn thì sao? Mọi chuyện sẽ còn gian truân hơn gấp bội phần. Mâu thuẫn về việc tập hợp lực lượng còn có thể trở thành một vòng lặp không thể dừng lại. Công tác đào tạo trẻ luôn mang quy luật kế cận. Lứa này già đi thì có một lứa trẻ thay thế. Như vậy, ở thời điểm đã hơn 23 tuổi, những tuyển thủ U23 sẽ trở về câu lạc bộ chủ quản. Khi đó, theo chiều hướng ngược lại, những tài năng mới ở độ tuổi U23 lại tiếp tục phải ra đi. Quá trình này cứ thế tiếp diễn qua từng năm và câu lạc bộ chủ quản chẳng thể nào sử dụng tối đa nhân tài do chính mình rèn giũa. Vấn đề phí chuyển nhượng và mức lương. Nếu Nutifood thành lập một đội riêng dành cho lứa U23 Việt Nam, họ còn đối diện với câu chuyện đàm phán mức đãi ngộ và chi phí chuyển nhượng. Nếu song phương đàm phán hợp đồng đã khó, thì trong cùng một lúc thương lượng với nhiều đội bóng khác nhau sẽ càng tốn nhiều công sức hơn. Ngoài ra, làm sao các nhà tuyển trạch có thể đánh giá trình độ của một cầu thủ trẻ, thậm chí có trường hợp còn chưa ra sân ở V-League lần nào, để đưa ra mức lương và tiền lót tay phù hợp. Không quan trọng là Nutifood sẽ bỏ ra bao nhiêu tiền để giải phóng hợp đồng và trả thù lao cho tuyển thủ, mà quan trọng là họ sẽ cân đo đồng đếm thế nào để đưa ra giá tương xứng với năng lực từng người. Khi đó mới tránh được hiện tượng cầu thủ bị thổi giá quá cao so với trình độ chuyên môn thật. Chất lượng chung của V-League sẽ bị ảnh hưởng. V-League là giải đấu chuyên nghiệp cao nhất của bóng đá Việt Nam, có hệ thống lên hạng xuống hạng bài bản. Doanh nghiệp cũng đầu tư rất nhiều tiền vào các câu lạc bộ. Nếu bây giờ thành lập một đội bóng đá chỉ để tích lũy kinh nghiệm nhằm đấu giải quốc tế, thì liệu đội bóng đó có động lực đủ lớn để cạnh tranh hay không?
Đó là một câu hỏi rất khó trả lời. Sự xuất hiện của một đội bóng không có động lực, thành tích chỉ làm cho bóng đá thiếu cạnh tranh và hấp dẫn hơn. Điều này kéo theo chất lượng chuyên môn của V-League cũng sẽ đi xuống. Nếu có thể, liên đoàn nên đầu tư một giải riêng dành cho lứa cầu thủ trẻ theo mô hình châu Âu như Premier League U23 hay FA Youth Cup. Khi đó, tương quan lực lượng giữa các đội sẽ trở nên công bằng hơn. Chính tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cũng cho biết sẽ có kế hoạch nghiên cứu tổ chức các giải trẻ theo league dành cho các câu lạc bộ ở lứa tuổi U21, U23, giống như những giải chuyên nghiệp châu Âu. Bên thành tích, lứa trẻ dù có đá hay sở hữu tư duy chiến thuật tiến bộ đến mức nào thì vẫn tồn tại một khoảng cách xa với môi trường bóng đá đội 1, vốn dĩ hàm chứa rất nhiều những toan tính, đặc biệt là những ngoại binh rất chất lượng. Hãy lấy dẫn chứng của Hoàng Gia Lai tại V-League 2015, Bầu Đức mạo hiểm đưa lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh trở thành bộ khung chính của câu lạc bộ Phố Núi, và thế rồi họ suýt rớt hạng. Nên nhớ, lứa Hoàng Gia Lai này từng làm mưa làm gió tại các cấp độ trẻ và phần lớn đều được kỳ vọng sẽ là tương lai của bóng đá Việt Nam. Trên thực tế, bóng đá Việt Nam vẫn chưa thể chữa trị dứt điểm các bệnh thành tích đã ăn quá sâu vào máu. Dù trên danh nghĩa là để mai dũa bản lĩnh thi đấu của các cầu thủ trẻ, nhưng nếu giả sử U23 Việt Nam mùa tới thi đấu không tốt hay thậm chí rớt hạng vì non kinh nghiệm, đó sẽ là cú sốc tâm lý rất lớn với cả nền bóng đá, đặc biệt là những người hâm mộ vốn dĩ rất ngưỡng mộ những Nhâm Mạnh Dũng, Tuấn Tài, Thăng Bình hay Việt Anh. Bài học có sẵn. Việc cử đội U23 tham dự giải vô địch quốc gia để giúp những tài năng trẻ tích lũy kinh nghiệm là chuyện không hề mới ở Đông Nam Á. Năm 98, nhằm chuẩn bị cho mục tiêu tranh vé dự Olympic 2000, U23 Malaysia được phép đá playoff và giành vé dự giải vô địch quốc gia. Ở Singapore, liên đoàn bóng đá nước này cũng trực tiếp sở hữu một câu lạc bộ với tên gọi Young Lion dự giải vô địch quốc gia. Young Lion quy tụ những cầu thủ trẻ, tạo điều kiện cho họ thi đấu để tích lũy kinh nghiệm nhằm thi đấu SEA Games. Dù vậy, kết quả của Malaysia và Singapore đều không khả quan. Thậm chí trong những năm gần đây, bóng đá trẻ hai quốc gia này không hề có được thành công trong khu vực và tỏ ra rất lép vế trước Thái Lan hay Việt Nam. Trên đây là những nguyên nhân cản trở ý tưởng táo bạo của Nutifood trong chặng đường phát triển bóng đá Việt Nam. Dù phương án này không khả thi vào thời điểm hiện tại, nhưng đồng thời nó cũng mở ra rất nhiều hướng đi khác và rất nhiều những ý tưởng cho công tác đầu tư bóng đá trẻ. Biết đâu trong tương lai, một phiên bản V-League U23 dành cho các câu lạc bộ V-League giống như Premier League U23 sẽ có mặt ở Việt Nam. Có lẽ lúc đó, chúng ta sẽ không còn lo ngại về vấn nạn thua chuột tài năng.